Theo nghiên cứu của các chuyên gia về răng hàm mặt, số lượng trẻ em Việt Nam bị sâu răng đang có chiều hướng gia tăng. Có đến 80% trẻ 4 đến 8 tuổi bị sâu răng, hơn 90% các bé chăm sóc răng miệng không đúng cách. Cộng với việc chăm sóc răng miệng định kỳ vẫn còn xem nhẹ các bệnh lý về răng miệng và chỉ đến các cơ sở nha khoa khi răng gặp vấn đề. Học sinh tiểu học là tuổi mọc răng vĩnh viễn, chưa có cấu trúc răng hoàn thiện, chưa tự ý thức được vấn đề chăm sóc sức khỏe răng miệng, do đó tỷ lệ sâu răng, viêm lợi, mất răng sữa sớm ở lứa tuổi này còn cao. Việc mất răng sữa sớm làm trẻ ăn nhai kém, phát âm không chuẩn, hàm răng vĩnh viễn dễ bị xô lệch, ảnh hưởng đến sự phát triển thẩm mỹ và thể chất trong giai đoạn sau này. Vì vậy hãy đảm bảo đưa trẻ đến gặp bác sĩ nha khoa định kỳ để kiểm tra ít nhất 2 lần trên năm. Giữ răng sữa của trẻ sạch sẽ có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là sau khi răng vĩnh viễn bắt đầu mọc. Ưu tiên hàng đầu là phải vệ sinh sạch sẽ những chiếc răng vĩnh viễn này. Những chiếc răng này sẽ đi theo trẻ suốt đời. Khi tuổi càng cao thì nguy cơ mắc các bệnh răng miệng càng lớn, cộng thêm chế độ chăm sóc răng miệng không tốt ngay khi còn trẻ khiến răng miệng không được bảo vệ chính là lý do khiến hàm răng bị suy yếu. Tình trạng mất răng làm ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống hàng ngày. Vì khi một răng bị mất tạo khoảng trống trên hàm, các răng bên cạnh bắt đầu trùng xuống làm thay đổi khớp cắn, ảnh hưởng tới các răng còn lại, mất thẩm mỹ, lão hóa sớm và xuất hiện các bệnh lý gây đau nhức, khó khăn khi ăn nhai. Nhiều nghiên cứu gần đây đã chứng minh, sâu răng và viêm nướu có liên quan mật thiết đến các bệnh khác cho cơ thể khi trẻ trưởng thành như bệnh mạch máu não, tiểu đường, hội chứng chuyển hóa, xơ cứng động mạch, bệnh đường hô hấp, xương thủy tinh, sinh non, thai nhi phát triển chậm. Tuy nhiên, phần lớn các bậc cha mẹ cho rằng răng sữa sẽ thay bằng răng vĩnh viễn nên khi thấy con bị sâu vẫn không điều trị. Trong khi đó, răng sữa có những chức năng rất quan trọng cho trẻ như nhai khi ăn, phát âm, thẩm mỹ và giữ chỗ cho răng vĩnh viễn mọc, kích thích xương hàm phát triển. Tuổi của răng sữa kéo dài 6 đến 12 năm. Trong quá trình mọc răng, lần lượt từng răng sẽ bị thay chứ không phải thay cùng lúc, nên nếu nhổ răng sữa sớm do sâu răng, các răng bên cạnh sẽ bị xô lệch, chiếm chỗ của răng vĩnh viễn. Khi bị chèn ép, như vậy, răng vĩnh viễn bắt buộc mọc lệch, mọc xiên hoặc cũng có trường hợp không mọc được, phải nắn chỉnh rất tốn kém. Ngoài ra, trẻ mất răng sữa sớm, không ăn nhai thì xương hàm không phát triển, dẫn đến khuôn mặt thiếu cân đối. Nên thực hiện thăm khám, kiểm tra răng miệng định để điều trị, phòng ngừa biến chứng của các bệnh răng miệng gây mất răng, ảnh hưởng chức năng ăn nhai và sức khỏe. Đồng thời duy trì thực hiện thói quen vệ sinh răng miệng ít nhất 2 lần trên ngày. Ở bất kỳ độ tuổi nào, việc chăm sóc răng miệng đều rất cần thiết, nhằm nâng cao về sức khỏe và thẩm mỹ trong cuộc sống. Mỗi chúng ta hãy tự chăm sóc răng miệng đúng cách, phòng ngừa các bệnh về răng miệng. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về sức khỏe cộng đồng.